hai người, cái lần khác là quay phim, quay phim. Nè nè nè, review lại chị nè. Đó. Và em hứa là em post lên liền. Anh Nam thấy là anh Nam nói dễ thương post liền, đúng rồi đó. Nghĩ sao mà dễ thương mà 2 năm trời không chịu post lên. Đúng rồi, ghé đây được. Ok quá trời. Từ từ, từ từ. Ừ. Từ từ đi, từ từ nha mấy đứa. Trời kia. Không có chạy. Chị Tâm. Chị Tâm, chị Tâm. Rầy con rầy nhưng mà vẫn rầy giờ cũng hiền nha. Mình hiền mà, hiền mẫu mà. Dân Phan Thiết mà sợ gì nhảy. Chị Thanh. Phụ, phụ trăm kìa, phụ trăm kìa. Rồi, điểm danh hết đoàn rồi đó. Ui 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 ui. Cái gì quýnh chú vậy? Nhóc này dữ quá. Tới anh, tới anh. Hiểu, hiểu, đang quay phim. Nè, xây lại quay anh cái chứ. Tới em quay anh đi. Coi chừng, coi chừng. Coi chừng. Rồi. Em phải coi chứ. Coi anh hả? Ờ, đi, đi, vừa, vừa. Bị ấy rồi. Đây là anh Chí, trưởng đoàn nè. Trời ơi. Anh đi từ từ thôi, để em quay cái mặt cho nó to quá. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, nhìn phong độ chưa? Quá dữ luôn. Quay phim mà nó say vậy đó. Về cắt cái khúc đuôi. À, khúc đó phải cắt rồi. Dạ. Giờ công nghệ giờ muốn cắt.